Minh Đường Tử Vi xin chào các cô chú. Chúc các cô chú vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các cô chú đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp các cô chú thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi đinh mùi 1967 tháng 6 âm lịch. Mệnh chủ tuổi đinh mùi là những người sống vì tập thể, luôn có tinh thần trách nhiệm cao với mọi người xung quanh. Tuổi mùi mệnh thủy có nhiều nguyên tắc sống, vì thế mọi người xung quanh thường hiểu lầm rằng họ là những người lạnh lùng, nghiêm khắc. Thật ra nếu tiếp xúc nhiều, bạn sẽ thấy họ rất vui tính và hài hước. Mệnh chủ tuổi đinh mùi luôn mang đến niềm vui, tiếng cười cho những người thân xung quanh họ. Họ cũng là người ham học hỏi, có hiểu biết chuyên sâu về nhiều lĩnh vực nhưng họ không bao giờ phô trương ra bên ngoài. Bên cạnh đó họ rất coi trọng chữ tín và danh dự của bản thân, tuyệt đối không làm những việc sai trái ảnh hưởng đến người khác. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Đinh Mùi trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh Thiên Hà Thủy, tính cách của họ cũng giống như dòng nước êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được người khác vô cùng quý mến họ thích sạch sẽ gọn gàng sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt có thể nói người tuổi đinh mùi là người rất trọng nghĩa khí coi trọng bạn bè họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân không tính toán được mất ra sao chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng người khác vận mệnh người tuổi đinh mùi khá vất vả vào tiền vận phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định an nhàn Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu hơn. Tử vi tháng 6 năm 2021 thấy rằng, tuổi đinh mùi có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Những sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất tài chính nhất định và sức khỏe cho bạn. Trong sự nghiệp, với những người tự làm chủ, các bác sẽ chịu những áp lực rất lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng dù các bác có nhiều cố gắng nỗ lực để đạt được mục tiêu mình đề ra nhưng đường nhân duyên không tốt các mối quan hệ xã giao bị thu hẹp cùng với khả năng ứng xử chưa được linh hoạt khôn khéo nên dễ làm mất lòng đối phương chuyện đã khó càng thêm khó tháng này quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho các bác giúp các bác nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân song nếu suy nghĩ bi quan tiêu cực thì chưa chắc các bác có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh, các bác tuổi đinh mùi nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ, có vậy thì cuộc sống của các bác mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Đinh âm hỏa gặp ất âm mộc nên được gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí nên trong tháng này các gia chủ tuổi đinh mùi cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình mình đặc biệt trong năm 2021, tuổi đinh mùi nằm trong bộ tứ hành xung thìn tuất sửu mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi đinh mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi đinh mùi. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. 2. Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi đinh mùi qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với các bác tuổi đinh mùi, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bác đã thành thơi, hoặc làm ít dần hoặc đã nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu các bác vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng bác đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, bác nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Gia chủ tuổi đinh mùi đã bước sang tuổi 54, nên dành thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về sức khỏe đến với các bác. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi mão mùi, giúp hóa giải sung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi đinh mùi sinh năm 1967, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với các bác trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền các bác tuổi đinh mùi nếu không biết cân đo đong đếm tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của tuy số tiền mất mát không quá lớn nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà các bác tuổi đinh mùi phải đối mặt nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp Sông có khúc người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi 2021 tháng 6 âm lịch này chuyện tình cảm của những người tuổi đinh mùi khá ảm đạm. Bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình mình. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi đinh mùi dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình gia đình các bác vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ các bác nam tuổi đinh mùi là chủ gia đình tiếng nói của các bác sẽ được sự tôn trọng nên đứng ra để giải quyết mâu thuẫn các bác nữ tuổi đinh mùi là người mẹ người vợ trong gia đình bác cần phải ôn hòa trong lời nói cư xử hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo cho nên để kích hoạt vận đào hoa thầy gia cát khuyên các bác tuổi đinh mùi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những bác tuổi đinh mùi còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 6 âm lịch cho rằng, trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với các bác tuổi đinh mùi đành rằng ở tuổi này sức khỏe của các bác đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do các bác chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc không có thời gian. Các bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Các bác tuổi đinh mùi sinh năm 1967 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác đinh mùi sinh năm 1967. 3. Ngày cắt lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi đinh mùi tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất tiệt sửu. Đối với người tuổi đinh mùi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 7 tháng 6 năm 2021, tức ngày 16 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 6 năm 2021, tức ngày 28 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi trong những ngày này mệnh chủ cần phải hết sức chú ý tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để các bác tuổi đinh mùi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình các bác đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 6 năm 2021, tức ngày 21 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là canh ngọ, có nạp âm là lộ bàng thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 6 năm 2021, tức ngày 2 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là nhâm ngọ, có nạp âm là dương liễu mộc. Quý vị thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Đinh Mùi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.